vọng vươn lên cùng chiến lược đầu tư và phát triển bền vững, CMEA định hướng phát triển trở thành một công ty hàng đầu trong ngành kim cương, là thế hệ doanh nhân trẻ, thế hệ tiếp nối. Chúng tôi luôn mong muốn mang bản sắc văn hóa Việt Nam trong định hướng phát triển sản phẩm và dịch vụ để góp phần lan tỏa bản sắc thương hiệu Việt trên trường quốc tế. Đây là tác phẩm gốm Pháp Lâm cung đình Huế của nghệ nhân Đỗ Hữu Triết, đã đạt giải nhất quốc gia vào năm 2020. CMEA đã đấu giá thành công tác phẩm này. Sau đó những nghệ nhân kim hoàng của CMEA đã điểm nhãn lên tác phẩm này 2 viên kim cương với một lời chúc mang lại sự bình an, may mắn và hạnh phúc cho chủ nhân.